Xin chào các bạn! Hàn Quốc hay Nam Triều Tiên? Đây là một quốc gia nằm ở phía nam bán đảo Triều Tiên, ở khu vực Đông Á của châu Á, có tên gọi đầy đủ là Đại Hàn Dân Quốc. Nó được bao bọc bởi biển Hoang Hải phía Tây, biển Nhật Bản ở phía Đông, mũi nam của nó nằm trên eo biển Triều Tiên và biển Hoa Đông. Về phía Bắc, Hàn Quốc có biên giới trên đất liền duy nhất với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thông qua khu phi quân sự Liên Triều, dài khoảng 250 km, rộng 4 km và chạy dọc theo vĩ tuyến 38. Theo các nghiên cứu lịch sử, thì con người đã sinh sống ở vùng đất bán đảo Triều Tiên ít nhất 10.000 năm. Vương quốc đầu tiên là Goguryeo, hay Vương quốc cổ Triều Tiên, được thành lập vào năm 2333 trước Công nguyên, cai trị phía tây bắc của bán đảo và một số vùng của Trung Quốc ngày nay. Năm 108 trước Công nguyên, vùng đất này bị nhà Hán xâm lược và chinh phục. Tới năm 57 trước Công nguyên, bán đảo Triều Tiên bước vào thời kỳ Tam quốc phân tranh, gồm ba nước: Cao Câu Ly, Bách Tế và Tân La. Trong giai đoạn này có một số quốc gia nhỏ tồn tại, chẳng hạn như Gia Gia, Đàm La. Vào những năm 660 đến 668 sau Công nguyên, bằng cách liên minh với nhà Đường ở Trung Quốc, Tân La đã giành được quyền kiểm soát đất nước và mở ra thời kỳ Bắc Nam giữa Tân La thống nhất phía Nam và Bột Hải ở phía Bắc. Đến năm 892, Tân La bị phân chia, bán đảo Triều Tiên lại một lần nữa rơi vào thời kỳ Hậu Tam Quốc với ba nhà nước: Hậu Cao Câu Ly, Tân La và Hậu Bách Tế. Năm 936, một quý tộc quyền lực tên Vương Kiến đã thống nhất đất nước, lập lên triều đại Cao Ly, chấm dứt sự phân chia bán đảo Triều Tiên kéo dài gần 1.000 năm. Tuy nhiên, vương quốc này tồn tại cho đến năm 1392 thì bị Lý Thành Quế lật đổ và chiếm lấy ngai vàng, lập ra Đại Triều Tiên Quốc, tồn tại tới năm 1897 và sau đó là Đế quốc Đại Hàn. Năm 1910, bán đảo bị Nhật Bản thôn tính và đàn áp. Riêng trong giai đoạn từ năm 1939 đến năm 1945, hơn 5 triệu người dân tại đây đã bị cưỡng bức tới Nhật để làm việc trong các nhà máy và hầm mỏ. Hàng chục nghìn người bị ép buộc tham gia vào quân đội Nhật Bản. Khoảng 200.000 trẻ em và phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục cho quân đội. Các hiện vật văn hóa truyền thống của Hàn Quốc lúc bây giờ cũng bị tổn thất nặng nề do bị phá hủy cũng như bị đưa tới Nhật Bản. Năm 1945, sau khi Nhật để thua trong Thế chiến thứ hai, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền dọc theo vĩ tuyến 38, Liên Xô quản lý phía Bắc bán đảo và Hoa Kỳ quản lý phía Nam. Năm 1948, do căng thẳng trong chiến tranh lạnh, các khu vực này trở thành hai quốc gia có chủ quyền. Miền Bắc là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, gọi tắt là Triều Tiên, còn miền Nam là Đại Hàn Dân Quốc hay Hàn Quốc. Đến năm 1950, dưới sự hậu thuẫn của Liên Xô, Triều Tiên đã đưa quân xâm lược Hàn Quốc, châm ngòi cho cuộc chiến tranh Liên Triều. Cuộc chiến sau đó có thêm sự tham gia của Hoa Kỳ, Trung Quốc và kết thúc vào năm 1953 khi Hiệp định Đình chiến Triều Tiên được ký kết. Thỏa thuận đã tạo ra khu phi quân sự Liên Triều DMZ để ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc. Tuy nhiên, những căng thẳng và xung đột giữa hai quốc gia vẫn chưa kết thúc cho đến tháng 4 năm 2018, khi các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên đã gặp nhau tại khu phi quân sự và đồng ý hướng tới một hiệp ước nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Liên Triều. Kể từ khi chiến tranh kết thúc năm 1953, Hàn Quốc bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển vượt bậc. Từ một quốc gia nghèo và bị chiến tranh tàn phá nặng nề, đã vươn lên trở thành cường quốc về kinh tế thế giới. Năm 1957, Hàn Quốc có GDP bình quân đầu người còn thấp hơn cả Ghana, một quốc gia ở Tây Phi. Nhưng đến năm 2008, thì GDP bình quân quốc gia này đã cao gấp 17 lần Ghana. Quá trình phát triển thần tốc này của xứ sở kim chỉ còn được mệnh danh là kỳ tích sông Hán. Và hiện tại, theo số liệu thống kê mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế năm 2020, GDP bình quân của Hàn Quốc đã lên tới 1.630 tỷ USD, xếp thứ 10 trên thế giới và thứ 4 ở châu Á. Hàn Quốc là quốc gia có mức sống cao, với GDP bình quân đầu người là 31.480 USD, gấp gần 9 lần Việt Nam. Nếu xét theo sức mua tương đương, thì GDP bình quân đầu người đạt 44.613 đô la, so với con số 10.882 đô la của Việt Nam. Đây cũng là nơi sinh ra các tập đoàn tài phiệt khổng lồ như Samsung, Hyundai, LG, Lotte, CG, SK hay Saisuge. Hiện nay, Hàn Quốc là một quốc gia có diện tích tương đối nhỏ, chỉ bằng gần 1/3 diện tích Việt Nam, với 100.210 km2, nhưng là nơi sống của khoảng 51.779.000 người và là một dân tộc đồng nhất, với 99% dân số là người Triều Tiên, hay còn gọi là người Hàn Quốc. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Hàn.
nhóm dân tộc thiểu số duy nhất là bộ phận nhỏ người gốc Hoa và gốc Nhật. Hàn Quốc là quốc gia không có tôn giáo chính thức. Theo thống kê, có khoảng 56% dân số theo chủ nghĩa vô thần, 19,7% dân số theo đạo Thiên Lành. Công giáo chiếm 8%, Phật giáo chiếm 15% và còn lại là các tôn giáo thiểu số khác như Vô giáo, Đạo giáo hay Sa Man giáo. Ngoài ra, Nho giáo cũng có tác động đến tư tưởng và văn hóa của người Hàn Quốc. Điều này được thể hiện ở việc họ rất coi trọng đạo đức con người và lễ nghĩa khi giao tiếp. Về hành chính, quốc gia này được chia thành 17 khu vực chính, bao gồm 8 tỉnh, 6 thành phố trực thuộc trung ương, 1 thủ đô, 1 tỉnh tự trị và 1 thành phố tự trị. Trong đó, thủ đô của quốc gia là Seoul. Thành phố thủ đô này nằm ở phía tây bắc của Hàn Quốc, có diện tích là 605 km2 và gần như được chia đôi thành hai nửa phía bắc và phía nam bởi sông Hán. Nhiều người Việt Nam nhầm tưởng tên sông này là sông Hàn vì tưởng rằng liên quan đến cái tên Hàn Quốc, do trong tiếng Hàn, chữ Hán và Hàn là đồng âm Hàn, gây nhiều nhầm lẫn cho người dịch. Trong khi đó, sông Hàn là tên một con sông tại Đà Nẵng, Việt Nam, nhưng cũng không liên quan đến Hàn Quốc. Thành phố này có lịch sử từ năm 18 trước công nguyên, khi đó là kinh đô Úy Lệ Thành của triều đại Bạch Tế. Trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên, Seoul được xem là chiến trường chính và nhiều lần bị tranh giành sâu xé giữa quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Đại Hàn Dân Quốc, khiến thành phố gần như bị phá hủy hoàn toàn sau chiến tranh. Nhưng ngày nay, với nền kinh tế phát triển cùng với sự sầm uất và sôi động, đây là đô thị lớn nhất cả nước và được coi là một thành phố toàn cầu. Tại đây có sân bay quốc tế lớn Incheon, được coi là một trong những trung tâm vận tải quan trọng nhất ở châu Á. Tỉnh tự trị Jeju, đây là hải đảo lớn nhất Hàn Quốc nói riêng, cũng như đảo lớn nhất xứ sở Triều Tiên nói chung, với 1.845 km2 và là cực nam của Hàn Quốc, nằm trong eo biển Triều Tiên, cách đất liền 100 km. Jeju hình thành do núi lửa cách đây khoảng 2 triệu năm và là di sản thiên nhiên thế giới đầu tiên ở Hàn Quốc, được công nhận vào năm 2007, với tên gọi Đảo Núi Lửa Jeju và Hang Dung Nham. Ngọn núi lửa Hán Noa trên đảo, cao 1.950m, cũng là đỉnh núi cao nhất của quốc gia này. Thành phố tự trị Sejong. Thành phố này được thành lập vào năm 2012 trên một diện tích 465 km2. Khi thủ đô Seoul trở nên quá tải, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định thành lập thành phố này, hoạt động như một thủ đô hành chính đa chức năng, dự kiến khoảng 36 cơ quan chính phủ đóng tại Seoul, cùng những khu vực lân cận sẽ được chuyển về đây. Về địa hình, lãnh thổ Hàn Quốc chia thành hai vùng rõ rệt. Ở phía Nam và phía Tây là các đồng bằng duyên hải, còn phía Đông được đặc trưng bởi các ngọn núi, chiếm khoảng 70% diện tích cả nước. Hai dãy núi chính ở Hàn Quốc, dãy núi Thebae và dãy núi Sobae. Thebae còn được gọi là xương sống của bán đảo Triều Tiên, nó nằm ở rìa phía đông của bán đảo, chạy quanh lãnh thổ hai quốc gia Triều Tiên và Hàn Quốc. Còn dãy núi Sobae có chiều dài khoảng 350 km, bắt đầu từ núi Thebae, trải dài về phía tây nam của đất nước. Các dãy núi của Hàn Quốc thường dốc về phía đông và thoải về phía tây. Tuy địa hình có nhiều núi đòn hiểm trở, nhưng khác với Nhật Bản hay các tỉnh phía bắc của Trung Quốc, Hàn Quốc rất ổn định về mặt địa chất, không có núi lửa hoạt động và gần như không bao giờ có động đất mạnh. Khoảng 30% lãnh thổ Hàn Quốc là các vùng thấp và đồng bằng, phần lớn các khu vực nằm dọc theo bờ biển phía tây của con sông lớn. Đây là sản phẩm của hoạt động xói mòn núi. Đồng bằng quan trọng nhất là đồng bằng sông Hán, nằm xung quanh thành phố Seoul, khu vực Pyeongtae và ven phía tây của Nam Seoul. Ngoài ra, còn các đồng bằng lưu vực sông Đạc Đồng, Yongsan và Honan. Bên cạnh đó, Hàn Quốc là một bán đảo có ba mặt đều giáp biển, nên đường bờ biển quốc gia này lên tới 2.413 km và có hơn 3.000 hòn đảo, chủ yếu là nhỏ và không có người ở, nằm ngoài biển phía tây và phía nam của đất nước. Về khí hậu, Hàn Quốc có khí hậu ôn đới, mỗi năm có 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông, phân hóa rõ rệt. Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, nó kéo dài từ tháng 3 tới tháng 5 với thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Mùa hạ bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 8, lúc này thời tiết nóng ẩm, nhiệt độ trung bình khoảng 25 độ C và tháng 8 là đỉnh điểm của nắng nóng. Nhiệt độ kỷ lục từng ghi nhận là 41 độ C vào ngày 1 tháng 8 năm 2018 tại Hongcheon thuộc tỉnh Gangwon. Mùa thu Hàn Quốc kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11 với thời tiết rất dễ chịu, mát mẻ, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Mùa đông tại quốc gia này rất lạnh, có tuyết rơi nhiều. Nó kéo dài từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau với nhiệt độ trung bình khoảng âm 2,5 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận là âm 32,6 độ C vào ngày 5 tháng 1 năm 1981
tại Yangpong thuộc tỉnh Gyeonggi. Lượng mưa trung bình hàng năm của Hàn Quốc thay đổi từ 1.370mm ở Seoul đến 1.470mm ở Busan, nhưng 60% lượng mưa tập trung vào các tháng hè từ tháng 6 tới tháng 9. Với những trận mưa xối xả do khoảng thời gian này, bờ biển phía Nam phải hứng chịu những cơn bão mang theo gió mạnh và mưa lớn. Những cơn mưa này là nguyên nhân hình thành các trận lũ lụt do bề mặt sông Hàn Quốc khá rộng và đông. Ba con sông dài nhất ở quốc gia này là sông Nakathung với chiều dài 521 km, đứng vị trí thứ hai là sông Hán dài 514 km và sông Jeom dài 401 km. Các con sông đều có tốc độ dòng chảy khá bất thường. Như vậy, có thể thấy Hàn Quốc không chỉ có nền kinh tế phát triển mà nó còn được thiên nhiên ưu ái với cảnh quan tuyệt đẹp và khí hậu ôn hòa, cùng với đó là các thành phố đô thị sầm uất với cơ sở hạ tầng hiện đại bậc nhất châu Á. Nếu bạn có cơ hội đến Hàn Quốc thì có thể ghé thăm một số địa điểm du lịch nổi tiếng của quốc gia này, chẳng hạn như đảo Namiseom, đảo Jeju, khu phi quân sự Triều Tiên, bãi bồi Seom Bang-gum, làng Bokchon Hano, cung điện Gyeongbokgung, Busan, Jongin, chợ Đông Đa-mun, Sungnae-mun. Vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình khám phá đất nước cũng như lịch sử xứ sở kim chỉ. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.